Xin chào tất cả các chị em ạ. Thì trong livestream ngày hôm nay, chúng mình cùng gặp gỡ một cô khách đã qua DK để sử dụng dịch vụ phun môi. Nhưng có một điều đặc biệt là cô qua DK để sửa môi, bởi vì trước đây môi cô đã từng làm nơi khác rồi. Và bây giờ chúng ta cùng hỏi và lắng nghe cảm nhận của cô sau khi sử dụng dịch vụ phun môi tại DK nhé. Cô ơi, con chào cô. Cô cho con hỏi là cô tên là gì vậy ạ? Cô tên là Yến. Cô ơi, thì cô có ở gần đây không cô? Cô xa, cô ở dưới Quảng Ninh cơ. Cô ở tận Quảng Ninh thì tại sao cô lại biết đến DK bên con vậy cô? Qua sự giới thiệu của con gái, cô đã học ở đây. Thế là cháu đưa cô lên đây để sử dụng dịch vụ. Trước kia cô đã làm ở một nơi khác. Thế chính vì vậy mà nó không được như ý. Môi cô nó bị loang. Thế là cô đến với DK thì được sự chăm sóc của các chuyên gia ở DK. Em cô thấy là rất là mừng là sau 3 tháng thì môi cô đã trở lại gần như bình thường. Thế là cô rất tin tưởng ở cái DK của cái cháu và rất cảm ơn là chuyên viên Hoàng Quyên đã chăm sóc giúp đỡ cho cô trong thời gian qua. Được như thế này cô rất là mừng. Cảm ơn DK và chúc DK của các cháu là ngày ngày càng phát triển. Như mọi người có thể nhìn thấy này, môi trước đây của cô khi mà làm nơi khác ấy, thì người ta đi lực tay quá là mạnh. Chính vì thế mà môi bị tổn thương rất là sâu và bị để lại sẹo. Mọi người có thể nhìn thấy môi cô bị thâm và loang, bị lăng trắng ra bởi cái sự đi tay sâu tay đấy. Và ở DK thì sau khi mà cô đến và được chuyên gia Hoàng Quyên thăm khám, thì khi mà chuyên gia thăm khám thì chuyên gia biết được tình trạng môi cô đang ở mức độ như thế nào và cần phải xử lý như thế nào. Thì đây sẽ là thành quả sau 3 tháng của cô sau khi quay lại DK ạ. Mọi người có thể nhìn thấy khác hoàn toàn so với thời gian đầu khi mà cô qua DK. Môi của cô gần như là đều màu hết rồi và màu môi lên cũng rất là trong, nhờ được cái sự xử lý khéo léo trong cái khi phun môi cũng như là nhờ cái trình độ chuyên môn rất là cao, thì chuyên gia Hoàng Quyên đã có thể giúp cô có được một đôi môi ưng ý. Với cái công nghệ phun môi tại DK ấy, thì chuyên gia sẽ chỉ đi nhẹ trên bề mặt môi thôi, và nhờ những cái cách mà xử lý đặc biệt đối với những ca môi trường hợp đặc biệt như của cô, thì môi của cô đã có thể trở về một cái màu môi như mọi người có thể nhìn thấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Khác hoàn toàn so với màu môi ban đầu. Mọi người có thể một lần nữa so sánh lại ạ. Đó. Cô ơi, thì sau khi mà trải nghiệm dịch vụ tại DK thì cô có muốn gửi gắm đến tất cả những khán giả đang xem livestream cũng như là tất cả những khán giả đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ tại DK không cô? Cô có đôi lời gửi gắm gì đến mọi người không ạ? Cô thì cô thấy là trong cái dịch vụ DK của các cháu ở đây là cảm nhận của cô là rất là tin tưởng. Thế chính vì vậy cũng gửi cho các chị em ở mọi miền Tổ quốc, nếu như muốn về cái sắc đẹp của mình được đẹp bền và nâng lên được cái chân kính của người phụ nữ Việt Nam thì nên đến DK để sử dụng dịch vụ ở DK. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều nhé. Con chúc cô luôn xinh đẹp như bây giờ. Vâng, và chúc cô thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các cháu. Vâng, con cảm ơn cô. Nếu mọi người có thể nghe thấy những lời gửi gắm của cô đến tất cả mọi người rồi. Chính vì thế nếu mà những ai mà đang còn thắc mắc gì về dịch vụ của DK nữa thì có thể comment trực tiếp qua livestream này, hoặc là inbox trực tiếp qua fanpage của DK Eyebrow Beauty, hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0911310000 và 0912310000 để được các bạn chuyên viên tư vấn của DK tư vấn thêm về dịch vụ của DK các bạn nhé. Không làm mất thời gian của mọi người nữa thì mình xin phép được dừng lại livestream này tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tất cả những livestream tiếp theo của DK. Xin chào ạ.